Ông Nhí ơi, ông Nhí à, đang làm gì vậy? Làm cái gì mà kêu anh em qua gấp dữ vậy? Vụ gì đây? Chu cha xì bo ông Tư. Xe mới xong. Chút xíu nữa review, chút xíu nữa review chiếc xe ông Nhí xem là có thay đổi cái gì không nha. Mới sơn lại, mới dọn xong. Ông kêu anh em qua đây có chuyện gì không? Rửa xe chơi. Chu cha, ông Nhí đã trưởng thành rồi, không cần nhắc nhưng mà tự động tự giác rủ anh em qua để mà ăn mừng. Đồ ăn đâu, đồ ăn đâu? Đây nè. Trời đất ơi, gì đâu mà bèo dữ vậy cha nội? Rửa xe ít nhất phải có gà nướng rồi chứ. Gà nướng, rửa xe ít ra là cũng phải có con vịt quay, con gà quay, con heo quay cũng được, cái lẩu dê cũng được, Đúng rồi. cái lẩu bò cũng được. Rửa xe mà có mấy con ốc không thấy bia bọt gì luôn. Ui, mấy cái món mày nói nhát thấy mồ. Rồi ốc gì đây? Nè, ốc đặc biệt đó, ốc lát đó. Trời đã cơ, Không được ốc bu nữa. không được con ốc bu nữa, Ừ. ốc lát nữa. Mày không ăn thôi, đi về bển đi mày. Mày quan trọng chỉ cái giá, miễn nó ngon thôi. Ở trên đời này tôi chưa thấy ai mua xì bo mà rửa bằng ốc bu. Con mình ông Nhí đầu tiên luôn á. Lý do tại sao ông rửa bằng con ốc bu? Tại vì mày gói ghém đi, chứ mày mua cái xe quá hao quá rồi. Trời đã cao, tôi nói rồi. Thôi tôi không ăn đâu, tại vì bèo quá. Rồi ông không ăn thì ông đi về đi, đỡ tốn cái miệng, tôi ăn nhiều hơn. Sao mua ông ăn? Nói chung là có cái gì ăn cái đó đi. Ông Nhí ông keo kiệt hồi xưa giờ mà. Rồi bây giờ tính làm món gì ông Nhí? Luộc khô nó đi. Luộc khô có nghĩa là sao? Là không có xài nước. À, là mình luộc nhưng mà không xài nước, giống như kiểu là hấp thủy. Đúng rồi. Cái món này là món khoái khẩu của ông Nhí nè. Cái này là ông mua ông ăn nè, chứ rửa xe gì. Ông thèm ông mua ông ăn á, đâu có rửa đó. Ông rửa cho đàng hoàng nha. Rửa xe mà rửa bậy bạ là nó xui lắm á. Chiếc xe mình mua về, cái thứ nhất á là mình rửa xe, cái thứ hai á là mình cúng xe. Cúng chưa? Hôm nay là ngày cúng cô hồn cát đản đó. Tao sẽ có cúng nhưng mà chút nữa chiều kìa. Chiều cúng hả? Ừ. Còn bây giờ anh Tư mày không ăn ốc rồi đi về đi. Đi đi. Có cúng tiền không? Sao không có mày? Mày nghĩ sao không có? Có không? Mày thấy người ta ngoài đường ai cũng bỏ tiền không? Tiệm tôi là tôi cúng tiền đó. Ừ. Tôi là tôi cúng hết cái triệu bạc đó. Ông có cúng không? Có sao không có? Rồi ok, chiều nay đi qua giật câu hồn. Bởi vì mày thấy không? Bởi vì mày thấy ăn cái này không? Để làm buổi chiều đó. Đúng rồi, đúng Buổi rồi. chiều rồi. Ừ. Tại vì ông mua ông bu để tiền ông cúng. À, Mày bởi vì tao nói mày đầu óc mày chậm hiểu ghê luôn á. Tới bây giờ mới hiểu. Đúng vậy đó. rồi ok, bây giờ làm liền đi. Ừ. Ăn món ốc bu xong rồi, chiều nay ông Nhí cúng xe qua giật câu hồn. Chính xác. Trời chuyển mưa mà ăn món này là hợp lý nha ông Tư. Ông Nhí ông đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Tính ra mình không cần phải mua cái gì đó cao cấp, ăn cái món này hợp lý ông Nhí. Đó, cái này là ốc lát nha. Con ốc lát nó khác với con ốc bu. Ốc lát nó giòn hơn. Ốc lát mình ăn nó giòn hơn và nó hiền hơn ốc bu, phải không? Ừ. Tôi nhớ ốc lát nó nhỏ lắm mà ta. Đâu, con ốc cái đó là ốc đắng. À. Đâu mày nói nó có cái loại ốc lát ruộng á. À. Là ốc lát chét á, nhỏ. Đúng rồi, con này là loại bự nha. Ừ. Rồi, ở đây á là ông Nhí ông làm một chén nước mắm rất là ngon nha. Chia ra, chia ra. Đó. Nước mắm chấm ốc. Bây giờ ông Nhí chia sẻ về cái món nước mắm này đi. Mình làm thế nào cho nó ngon? À. Cái này á, nếu mà mày muốn làm cho nó đậm đà nó ngon á là đừng bao giờ mà khoai nước lạnh vô đó. À. Nước mắm nguyên chất luôn, Đúng rồi, đúng rồi. nước mắm chay nha, Ừ. mà cái loại mà nó bán mặn á, chứ không phải là nước mắm mà nước cốt như Nam Ngư thì không ngon đâu. Đúng rồi. Nước mắm thường thôi mà nó mặn á. Nước mắm bình thường bỏ vô mà đừng có pha nước. Đúng. Pha nước là nó loãng. Ừ. Mình chấm con ốc á là mình làm chiên nước mắm cho nó đậm đà một xíu. Công thức thì ai cũng biết, nhưng mà mình pha cho nó đậm đà một xíu thì mình chấm con ốc không bị lạc. Đúng rồi đó. À. Tại vì cái nguyên lý hoạt động của ốc bu này là thịt nó mau lạc lắm. Trời đất ơi, làm như chiếc xe vậy, nguyên lý hoạt động. Không là cái cách ăn á, biết không? Ừ. Cách mày ăn á là mày chấm nó mau lạc cái nước mắm lắm. Rồi sau đó mày bỏ thêm cho tao khoảng chừng 4 muỗng cà phê đường.
Rồi. Nếu mà cái lượng ốc nhiều như vậy á, ừ, trong cái tô này á, bự á, cái này nãy mình chia làm hai phải không? Chia làm hai. Đó, là 4 muỗng cà phê bự đường á. Rồi. Rồi mình xịt nước mắm vô. Ừ. Xịt vô khoảng 1 khúc vậy nè. Bắt đầu nặn hai cái chanh bự vô. Có pha nước không? Không pha nước. Rồi. Pha nước là thất bại liền. Nước mắm nguyên chất không pha nước nha. Nấu như vậy là anh em đã hiểu rồi. Rồi à, thêm vô 2 muỗng cà phê bột ngọt. À. Lụm. Rồi cái món này ai không biết ăn á thì có thể đứng lên đi về. Ờ à, đúng rồi, đứa nào không quen á. Thằng nào vậy? Nữa hả? Ai ai? Đứa nào tự giác đứng lên, đứa nào được tự giác đứng lên. Trời đất ơi, lẹ lên. Chỗ ăn uống mà mày về chết rồi. Sáng giờ mấy lần rồi đó? Mấy lần rồi, hồi nãy vừa câu hồn là cũng nghe nghe mùi rồi đó. Tao đề nghị mày kiểm duyệt cái bản thân mày lại đó. Rồi. Ok. Thì ăn kèm với lại rau răm nha anh em. Nhanh lên nhanh lên. Không ai chờ được đâu. Sao nhanh vậy à? Thấy nó đi ra là hồi hộp rồi đó. Xong rồi. Cố gắng xong nha, rồi. Kiểm soát cái bụng nha. Có cái chuyện đó không mà cũng là biến giải quyết thiệt. Rồi ăn cái món này xong á là ông Nhí ông cúng xe. Anh em có thể đi qua để mà giật cô hồn. Ờ. Kéo anh em qua. Ừ. Quen biết ai là kéo qua. Uống cu lửa nữa. Cu lửa nữa. Rồi ok, bây giờ mình dùng thử cái món này của ông Nhí xem là như thế nào nha. Rồi ngừ một cây. Rồi, quay ăn uống đi. Quá đã. Cho nó no nê đi. Đã. Rửa xe xì bo bằng món ốc bu huyền thoại. Ừ. Ốc này ốc lát nha, lộn lộn lộn. Tính ra con mình ông Nhí càng đảm á. Đúng rồi. Chứ đâu có ai mà dám rửa xe bằng ốc bu. Ốc bu này á, cái con ốc lát này rửa xe là đúng nè ông Nhí. Nó nhớt, nó trơn tru. Đúng rồi. Nó trơn tru. Giống như là xe mình lúc nào cũng trơn tru. Ờ, như lại cái xe này cái trái bít tông ảnh á. À. Bít tông bạc không à. Vô nhớ nó không bị nghẹt được nhớ. Ờ, anh để anh gõ riết vậy nè. Thì con ốc bu này nó nhớt. À. Rồi dùng thử. Rồi nó trơn tru. Dùng thử. Anh em dùng thử xem là hương vị như thế nào nha. Chấm với lại nước mắm nhỉ. Đó. Chù già. Dạ. Thử coi. Luôn. Cái món này chảy nước miếng quá bà con ơi. Lâu lâu ăn thôi chứ không có ăn hoài nha. Anh em nói chung là thèm lắm nhưng mà lâu lâu mới ăn lần. Đã lắm mày ơi. Quá đã. Đã lắm. Chảy nước miếng á. Lần này tao luộc kỹ hơn á. Nó giòn. Không thấy sao? Ngon quá. Ngon cũng la đó mày. Cảm nhận. Nó ngon, ăn chung với rau găm nữa, ngon lắm luôn. Kiểm soát cái bụng nha. Ừ. Rồi, bây giờ tới mình nè, mình ăn thử nè. Ăn cái món này gặp trời đang chuyển mưa nữa, trời đã cơ nó phê lắm không nhỉ? Đó, bây giờ mình dùng thử nha. Wow. Nhiều người á bảo là mình không biết ăn cái đít con ốc. Thật sự là anh em mình không biết ăn. Hồi xưa tới giờ. Cũng có nhiều người ta không ăn đít được. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải là ai ăn cũng được. Bạn ta cũng đâu biết ăn đít đâu. Nói chung là mình ăn cứ thoải mái. Mình ăn làm sao mình thấy ngon là được. Cái nào không biết ăn thì gỡ ra. Chứ đâu nhất thiết là mình phải giống người ta. Tại vì mình ăn cho cái bụng mình mà. Đúng rồi. Mình ăn cho bụng người ta đâu. Cái bụng mình không chịu mà ăn là đâu được. Ngon nha. Này cái đít nè, cái đít nè. Đó. Quá đã. Thì cái món này á, cái món này mà có một chút bia nữa ngon lắm ông Tư. Đúng rồi, có bia nó tiêu. Có bia nó tiêu, đúng rồi, đúng rồi. Rửa xe mà ông Nhí ẩu quá, không có cái món đó là không được. Không có lon bia nữa. Đúng rồi. Tôi biết sao nhưng mà tao là người lại khác nha. Tao ăn cái ốc bu uống bia không được. Kỳ vậy? Ừ. Ngộ hả? Phát hiện đây à. Ừ. Ừ. Món khác uống bia được mà cứ ốc bu là không được. Cái thịt con ốc nó dai, nó giòn. Nó không có cứng, nó mềm. Ừ, giòn ha. Nha, nó giòn. Tại vì lần này tao luộc hơi lâu á. Con ốc này á là nó còn sống cho nên là mình ăn nghe cái mùi vị nó ngọt. Bự mới đã. Bự mới đã. Có nhiều người bảo là ăn con ốc bự nó độc lắm. Độc tôi cũng chịu, thiệt sự luôn, nhai nó mới đã. Nè, nó dính miếng nè. Nãy tôi nhìn thấy ông Nghĩ ông rửa có mấy con ốc bu ở trong á. Phải không, phải không? Ừ. Có ốc bu không? Có, kiếm mình phân biệt. Hình như có, lộn trong á. Nãy tôi thấy có. Không có mà. 800 ăn nó bán để riêng ra mà nó lựa nó hết. Đã. Quá đã. Đã quá. Ừ. Không có đâu. Có không? Không. Nghe nó giòn quá. Có bù.
nhớ nhai kỹ nha, nhai kỹ mình cảm nhận đó. Mày nuốt không ngon đâu, phải nhai á. Nó giòn mà thịt nó ngọt. Đúng rồi. Ốc này ông Nhí ông mua cái chỗ nào mà ta ngâm kỹ rồi, không có miếng đất luôn á. Đúng rồi. Cái này có xử lý không? Có chứ. Cái này tao có cái mẹo luộc. Ừ. Là khi mà tao rửa sạch sẽ đưa vô luộc á, là mày rắc lên muỗng bột ngọt. À, chứ vậy tăng thêm hương vị. Là cái thịt của bún cực kỳ thơm luôn. Thì nó thơm lắm. Nếu mày mua mày luộc ăn làm thử coi. Cái món này theo tôi để ý á nha, nước mắm nó ngon là ăn nó ngon, đúng không? Ừ. Làm con nữa đi. Thôi cay quá con không ăn nữa đâu. Rồi không ăn nữa đi về, đỡ tốn cái miệng. Ừ. Mai mốt nhớ làm cho thằng nhỏ cái chén nước mắm ít cay thôi. Ừ. Trời đất ơi, ông làm vậy nó ăn đâu được. Nhưng mà con nít nó ăn ít thôi, không tốt, bụng nó yếu. Còn bạn này có nghĩ không? Tụi con nữa đi, thấy bụng nó nhói nhói rồi nè, đi lẹ không mất công. Trời ơi, dữ mày. Mình có lời khuyên cho anh em là nếu mà có ăn con ốc này á, mình đừng có ham hố. Mình lựa cái con giòn giòn thôi. Cái con giòn giòn ăn nó hiền, nó không có độc nha. Còn cái con bự quá, mình ăn nó khó tiêu. Nó cứng, cái miệng nó cứng ghê á. Cứng lắm. Dạ. Với lại mình nhìn thấy nó sợ. Nhiều con mình nhìn cái đầu mình sợ hết dám ăn à. Lựa mấy con cỡ này là đẹp nè. À, mấy con cỡ này là ngon nè. Giòn giòn thôi. Giòn giòn thôi. Bự quá, mập quá. Rồi, theo mình cảm nhận món này là quá đã. Thôi, nghỉ nha. Nghỉ ăn đi, tôi nghỉ đi. Chút xíu nữa nhớ qua giật cô Hồn. Rồi. Ừ. Chú kêu tụi tập trung qua không? Tập trung qua, ông Nhí có cúng tiền nha. Cúng tiền á? Ừ. Qua lấy tiền gì xài. Tôi ăn con này nữa tôi nghỉ nha. Tôi ngồi đây tôi ăn từ 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 tới giờ ông Nhí ông cúng luôn à. Ừ. Ăn con nữa nghỉ hết chịu nổi rồi, nặng bụng quá. Bây giờ qua ông Nhí để mà giật cô Hồn nè. Ê, chú cứ qua đây, ba cũng có cúng nè. Trời đất ơi, cúng nhỏ vậy? Mấy ngàn à? Cúng bé tí vậy? Ông cúng ít quá, ai mà chứng cho ông? Trời đất ơi, cúng có mấy đồng bạc lẻ vậy? Thì cái tâm của mày bao nhiêu thì mày cúng bao nhiêu? Cái tâm hả? Ừ. Mấy ngàn à? Như là 13, 14 ngàn á. Ừ. Giếm gì vậy? Ông mua xì bo á, tốn biết bao nhiêu tiền. Ừ. Mà ông cúng chút ác à. Đó. Chu cha đẹp quá ông Tư. Nói thiệt luôn, từ ngày mà ông Nhí ổng sơn xong chiếc xe là ổng chùm mền không cho ngắm luôn mà. Hả? Hôm nay là xong chưa? Đó, hoàn thiện hết rồi đó. Wow, giới thiệu. Cái xe này nhìn vô thì mình không có review được, mình không có rành xì bo. Ông Nhí rành xì bo nè, để cho ổng review. Review xe ăn cái xong cúng được không? Được. Ok. Giới thiệu. Tao đồng ý. Giới thiệu xe phải không? Ừ. Thì đầu tiên là mà thấy nó có gì khác không? Vàng áo mới hơn. Cái màu. Hôm bữa là đỏ bầm. Ừ. Sơn lại đỏ xì bo. Đúng rồi. Chù chà. Đúng của nó luôn á. Đẹp ha. Chất xì bo luôn á. Kế tiếp là cái gì phải không? Cái này. Mới. Cái này mới thay. Tao mới liếm. Cái này lô hay Vin? Vin đó. Bao nhiêu một cái vậy? 400 ngàn cái vậy? Chưa đủ, miếng không có đủ. 400 mấy? Ừ. Trời đất ơi, cái miếng này không mà bỏ ra 400 mấy ông mua, trong khi cúng của Hồn ông bỏ ra có mười mấy ngàn hả? Ông dọn dẹp hết tiền. Chút xíu nữa nói chuyện với ông Nhí, như vậy là không được nha ông Nhí. Ừ. Rồi tiếp tục. Rồi. Bửng mỡ gà. Đó, bửng Vin nè. Đó. Wow. Bọn này là cái bô cũ theo xe nè. Cây bô theo xe ha. Ừ. Hôm bữa có thấy ông mua cây bô Indo Mã Lai gì đó sao không gắn? Tao nói mày nó nổ giống như là pháo chuột nổ rồi. Tao nói mày đi, ai cũng nói. Tao nói xì bo gì đâu mà nổ tiếng kỳ vậy. Nó không hay hả? Nó không hay. Gắn lại cây bô cũ. Tụi nó bàn với tao, nó bàn tính với tao là anh chạy phải vài tháng. À. Cây bô đó anh phải chạy vài tháng để chi phải không? Để cho nhớt nó no hết cây bô thì nó mới ấm được. Rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tao kiểu như tao không thấy. Tao muốn cái gì đó liền á. Ủa cái gì vậy? Thằng nào thủ phạm? Đi vệ sinh đi. Thằng nào?
trời đã căng. Đây nè. Lẹ lên. Ăn cháo gà mày ăn cháo mệt gà. Quá. Đang nói chuyện nghe thum thủm. Rồi tiếp tục ông nhí. À thấy gì nữa không? Cái cản. Ủa họ mày thấy nó đâu có vậy đâu. Sơn lại hả? Đó, tao muốn làm lại đó liếm lại luôn. Dạ, yeah, ngon lành nha, ngon lành nha. Cái này phải cúng lớn nha ông nhí. Cúng gì là bé quá nha. Mày sao mày? Mày chứ mày cứ chọt rồi mày. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp theo phải không? Cha đèn Vin. Biển số định danh. Biển số định danh XB 59XB 56881. Quá hay. Dịch ra, dịch ra. Dịch ra là 56 là 65. 65 65 tấm tấm một lần. 6 năm 8 con lần à. Ờ. Đá rồi mày. Đập mày đó. Mày dịch cái gì đây nè, dịch cho nghe nè. Không biết giữa cột mà nghe. Rồi, giữa cột. Rồi. Nè, tao dịch cho mày nghe nè. Năm lộc phát phát nhất. Năm lộc phát phát nhất. Năm là năm, sáu là lục, lục là lộc. Tám là phát. Thấy chưa? Rồi. Nhất là cửu là vượt thượng luôn rồi. Cái này mấy nút vậy? Này 8 nút đó. Quá ngon. 8 nút là xì bo mà 8 nút, 9 nút là ok. Ừ. Đó. Quá đã. Ken quá. Trời đất cờ. Cái này chắc là ngày nào ông nhí ông cũng liếm chiếc xe ông hờ sao mà nhìn nó mới dữ vậy. Nhìn cái đầu nòng nè. Má ơi cái đầu nòng kìa. Hôm bữa đâu được vậy đâu. Không qua tay ông nhí vài bữa là nó vậy nè. Nó ken xà beng. Không có hột cát luôn. Đi Vũng Tàu chơi ông nhí. Chưa đi được. Chưa có giấy hả? Ừ. Đang chờ giấy. Đang chờ gặp mẹ. Rồi, nếu mà có giấy một cái là anh em mình tổ chức một cái tour Vũng Tàu. Ừ. Quyên tim đi luôn. Ừ. Rồi, bây giờ là mình sẽ cúng giao thừa. Dứt. Ủa lộn. Mày sao? Cái đảng. Cúng con hồn các đảng. Ừ. Ông sảm. Rồi, ok, bây giờ ông nhí ông sẽ cúng con hồn. Ừ. Rồi, bây giờ tụi bay tập trung đàng hoàng đi, tao cúng chuẩn bị lụm nè. Cái gì vậy? Mấy ngàn lụm chi? Mấy ngàn lấy được chi? Ăn nữa. Ê, ê, ê. Ê. Đi vô đây tao cúng lụm tiền nè. Còn tôi. Có mày cũng như không có một thằng một. Yên tâm để tôi. Để tôi lo. Lo chuẩn bị đi. Đi vô đây. Nói nghe nè. Bây giờ tụi ông cứ đi vô canh giật mọi thứ, mọi chuyện để tôi lo. Tôi có cách để mà cho ông nhí một bài học. Ừ, cho ông bài học đi. Ừ. Đồng ý không? Ok. Quý. Ok. Rồi. Ông cúng mà để héo lá đâu có được. Rồi, biết giái chưa tôi chỉ cho. Cái gì giái? Biết giái chưa? Vái. Vái. Mày được ba không? Nè. Vái á là mình phải thành tâm nhắm mắt lại. Ừ. Thành tâm. Gì à. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Mày chuẩn bị nha không? Đâu rồi. What?